có rất nhiều kiến thức lớp 11, nhưng nếu chúng ta chăm chỉ mà chúng ta mạnh dạn, chúng ta không sợ sai, chúng ta nghe theo những cái gì thầy nói, thì trong những cái bài này chính là những cái lúc mà thầy lấy lại gốc cho các em nhá. Thủy phân ester C4H6O2 có mặt xúc tác axit vô cơ thì thu được hai sản phẩm hữu cơ. Lưu ý nhá, C4H6O2 này thủy phân trong môi trường axit này thu được hai sản phẩm hữu cơ, oxy hóa sản phẩm này thì được sản phẩm kia. Cái từ khóa ở đây là từ oxy hóa sản phẩm này thì được sản phẩm kia. Thường ấy, oxy hóa sản phẩm này thì được sản phẩm kia. Điều này tương đương với là hai sản phẩm phải có cùng số C. Cùng số C. Bởi vì đa số các phản ứng hữu cơ, hầu hết các phản ứng hữu cơ thì là những phản ứng mà không thay đổi số C, trừ một vài phản ứng, ví dụ như là phản ứng photo sút, đúng không? Ví dụ như phản ứng cộng với CO. Đấy, đây là trừ một vài phản ứng đặc biệt thôi. Còn đa số thì nó sẽ không thay đổi số C. Nên ở đây, để oxy hóa sản phẩm này thu được sản phẩm kia thì có nghĩa là tương đương với hai sản phẩm là cùng số C. Thế mà C4H6O2 mà hai sản phẩm lại cùng số C. Vậy điều này dẫn đến, đây anh mình nhìn này, anh này ra được hai sản phẩm. Anh này sẽ có 3C này, có 1C bỏ này, hai sản phẩm này, 2C 2C được này, hai sản phẩm 2C 2C được. Nhưng mà công thức tổng quát anh này là C4H8O2 chứ không phải C4H6, nên đi C này sai. Anh này thì hai sản phẩm, một sản phẩm 3, một sản phẩm 1. Vậy loại, vậy đáp án chúng ta chỉ có thể là đáp án B. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình viết cái sản phẩm của thằng B nhé, xem có đúng không nhá. Anh B này, thủy phân trong môi trường đây, CH3COO CH nối đôi CH2 này quen thuộc lắm rồi. Thủy phân trong môi trường xúc tác axit vô cơ là H cộng, đúng không? Thì ta sẽ thu được là CH3COOH cộng với CH3CHO, đúng không ạ? Thế thì CH3CHO này là anh acetan D2. Anh acetan D2 này thì muốn chuyển thành CH3COH rất đơn giản thôi, cho cộng với O2 xúc tác là tạo thành được là CH3COH ngay lập tức luôn. Đấy, đúng là oxy hóa sản phẩm này thu được sản phẩm kia, là chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài luôn nhá. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá.